gần xong rồi đó. Còn có miếng này nữa à? Còn nhiêu đây để tôi làm cho. Bà lên nghỉ trước đi. Thôi, làm thì làm cùng đi. Cho vui. Ê, hai đứa kia. Hôm bữa bác gặp ở bên khu B rồi. Bữa nay qua bên đây hết chối cãi nha. Mấy cái này là cái gì? Dạ, cái này là con làm để bán nước ép á chú. Cái này là cái khung sắt để gắn sau xe thôi à, không có gì hết á. Mấy đứa bày bừa ở đây, muốn chú bảo nhà trường không? Dạ, chú ơi, cái này của con, bạn này phụ con thôi à. Của ai chú không biết, nhưng muốn làm gì á phải xin phép, cũng phải hỏi ban quản lý. Hôm nay con cháu bày ra được, lần sau nhiều nhóm bày ra, khu công viên của cháu này lộn xộn còn đâu nữa. Xin lỗi chú. Dạ chú thông cảm giùm con đi. Hai đứa nghe là chú, đem đồ ra ngoài làm, không có làm trong khuôn viên ký túc xá này nữa. Để sáng mai tôi tranh thủ mua thêm mấy món đồ về lắp ghép nữa là xong. Làm gì làm để giữ sức khỏe nha. Mà khuya rồi, về ngủ đi. Biết rồi. Nhưng mà đợi cái xe này xong đi, tôi với bà phải là người đầu tiên chụp hình giữ cái xe đó nha. Được luôn. Dạ. Yeah. Con trai, kiếm gì vậy? Dạ, cái khung sắt con để ngay chỗ nhà xanh xanh kìa chú. Chú thấy ai lấy không chỉ con với? Để đâu, nhà xanh xanh đó hả? Dạ. Làm gì còn được? Ở đây bởi vậy cháy đi ngang ngoài à. Dễ gì con? Chết rồi. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức của con?